Thưa quý vị và các bạn thân mến, phân tích ai chỉ đạo vụ Đồng Tâm. Hôm qua trên đài truyền hình Việt Nam VTV thời sự lúc 19 giờ có đưa hình ảnh của con cháu cụ Lê Đình Kinh. Đến lúc này, theo thông tin của đài truyền hình Việt Nam thì ở Đồng Tâm chỉ có một người thiệt mạng, đó chính là cụ Lê Đình Kinh. Còn lại thì tất cả những người chống đối lại những vụ cưỡng chế của nhân quyền Cộng sản Việt Nam hiện đang bị bắt giữ và bị tra tấn rất là dã man. Chúng ta có thể thấy rất rõ là những khuôn mặt bị bầm dập vì tra tấn và ép cung một cách dã man. Và như chúng ta đã từng biết rằng một khi chúng ta đã lọt vào tay của công an thì chúng ta cũng đã thừa hiểu được rằng ở chế độ Việt Nam với dưới chế độ công an trị hung ác như thế nào. Với những người bình thường không thể chịu được sự tra tấn của công an thì sẽ nhận tội bừa để không bị tra tấn và bị đau đớn tiếp. Nhìn những khuôn mặt bầm dập và những vẻ mặt lo sợ của con và cháu của cụ Lê Đình Kinh thì cũng thừa hiểu được những lời nói của họ trong lúc này là hoàn toàn không chính xác. Họ nhận vì lo sợ, họ nhận vì sợ bị đánh đập, bị tra tấn. Họ sợ, họ nói ra những cái điều có lợi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để cho được yên thân tạm thời trong thời gian lúc này. Vì vậy, tất cả những lời nói của họ là chế tạo bom xăng và tất cả những thứ vũ khí khác để chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và tất cả mọi tội lỗi đều đổ cho cụ Lê Đình Kinh. Thưa quý vị và các bạn, hôm 13 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam đã loan báo sẽ tổ chức trọng thể lễ tang cho ba người công an đã hy sinh tại Đồng Tâm theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân. Cùng lúc, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói họ đã sử dụng các biện pháp trấn áp chứ không phải là đàn áp trong vụ đụng độ làm ít nhất 4 người chết hôm 9 tháng 1 năm 2020 này. Tang lễ của ba người công an sẽ được Bộ Công an tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân vào sáng ngày 16 tháng 1 tại nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội. Cổng thông tin Bộ Công an nêu rõ lý do ba chiến sĩ công an thiệt mạng ngày 9 tháng 1 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tiếp sắt gắn dao nhọn tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trong khi đó, một người dân địa phương không nêu tên nói với phóng viên rằng lực lượng công an và các cơ quan chức năng tiến vào xã Đồng Tâm từ bên ngoài và có mặt từ rất sớm. Khi mà thấy có quân tiến về Đồng Tâm thì đánh kẻng báo động để tập hợp người dân. Khi vào đến làng thì chúng nổ súng trấn áp người dân, chúng bắn nhiều hơi cay, đạn cao su, các thứ khói mù mịt. Các nhà gần đường bị khói bay vào làm trẻ con bị ngạt, tất cả họ đều xông vào như thế. Biện hộ cho hành động trấn áp của lực lượng quân đội công an trong vụ ở Đồng Tâm, Cổng thông tin chính phủ hôm 13 tháng 1 viết về việc trấn áp của lực lượng công an trong các biện pháp thì trấn áp là biện pháp cuối cùng khi không còn biện pháp nào khác. Việc cơ quan công an áp dụng biện pháp khống chế bắt giữ các đối tượng phạm tội là biện pháp tuân theo tố tụng hình sự nhằm điều tra làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Do đó, không thể nói công an đàn áp dân mà phải thấy rõ yêu cầu tấn công, trấn áp tội phạm. Cổng thông tin chính phủ cho biết thêm. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng Tổ quốc ghi công và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho ba cán bộ công an đã bị mất mạng tại Đồng Tâm này. Ba công an này thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn 22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội. Về phía người dân Đồng Tâm, truyền thông Việt Nam cho biết đến ngày 13 tháng 1, ông Lê Đình Kinh, 84 tuổi, được xác định đã tử vong do liên quan đến vụ án chống người thi hành công vụ. Việc gây rối tại Đồng Tâm đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Lê Đình Kinh chính là kẻ chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng chủ động tấn công lực lượng chức năng. Đài VTV loan tin lúc 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2020.
Chiều ngày 13 tháng 1, chàng thanh niên dẫn lời một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 với các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Trong số 20 người bị truy tố hôm 13 tháng 1 có ông Lê Đình Chức, con trai của ông Lê Đình Kình, người mà hàng xóm nói với phóng viên rằng đã chết trong vụ đụng độ hôm 9 tháng 1. Phóng viên chưa thể xác nhận tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Chức tại ra sao. Và được biết ông Chức hiện đang nằm trong một bệnh viện, cũng chưa biết rõ được bệnh viện đó là bệnh viện gì. Ông Lê Đình Công, một người con khác của cụ Lê Đình Kình cũng bị truy tố, xuất hiện trên VTV lúc 19 giờ hôm qua 13 tháng 1, nhận tội chỉ đạo tấn công vào lực lượng chức năng. Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, trưởng công an huyện Mỹ Đức phát biểu trên VTV hôm 13 tháng 1. Ngày 9 tháng 1, khi lực lượng chức năng đến cổng làng Hoành để các đối tượng đã chủ động tấn công lực lượng chức năng bằng pháo, gạch, đá, bom xăng và đặc biệt là lựu đạn. Các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam hôm 13 tháng 1 cho biết tang lễ của ông Kình diễn ra trong hoàn cảnh bị nhà chức trách giám sát chặt chẽ, việc quay phim, chụp ảnh bị an ninh chìm nổi ngăn chặn. Cổng thông tin chính phủ hôm 13 tháng 1 viết lợi dụng vụ việc Đồng Tâm, nhiều kẻ xấu đã xuyên tạc đưa thông tin nhiễu loạn gây hoang mang xã hội. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết quy chụp chính quyền cướp đất của dân, cho rằng người dân bị lấy đất canh tác vô cớ, kiện cáo không được giải quyết, từ đó họ bị đẩy đến đường cùng, cổng thông tin chính phủ viết. Cơ quan chức năng và cơ quan điều tra đã thu giữ được các tài liệu chứng minh rằng ông Lê Đình Kình giữ vai trò đầu tàu, tập hợp những người khác trong đó có các thành viên bất hảo, nghiện ngập, tụ tập về Đồng Tâm, phân chia ra các bè mảng để thề ăn đủ. Trang chính phủ viết tiếp, số này đã kêu gọi việc đóng góp từ nhiều nơi, trong đó có các nguồn tài trợ từ các tổ chức phản động hải ngoại, biến việc đòi đất ở Đồng Tâm thành cái cớ để gây sức ép với nhà cầm quyền, chống phá đảng và nhà nước. Ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, người bị lực lượng chức năng giết vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua liên quan đến tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, được mai táng vào ngày 13 tháng 1. Mạng xã hội Facebook cho biết người dân cả làng Đồng Tâm đều đeo khăn trắng để tang cho ông. Trước khi bị bắn chết một cách bất minh, ông Lê Đình Kình là người đại diện cho thôn Hoành, xã Đồng Tâm trong việc đấu tranh pháp lý cho 59 hectare đất nông nghiệp của địa phương. Cho đến nay, lực lượng chức năng vẫn canh gác chặt chẽ quanh làng Đồng Tâm, mạng Internet vẫn còn đang bị cắt. Một video lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có lời của bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình như sau. Xin trích nguyên văn. Người ta bắt khai là ở nhà cầm lựu đạn. Tôi bảo là tôi không biết quả lựu đạn nó như thế nào, tôi không biết bom xăng là thế nào, thì tôi không khai được. Thế là nó tát, cứ thế nó tát, nó đá, đá, tát đá suốt. Hết bên nọ rồi sang bên kia, xong rồi nó đá vào hai ống chân. Nhà hoạt động Lã Việt Dũng nhận định về điều mà bà Dư Thị Thành nói. Tôi nghĩ việc đánh đập và bắt bà khai có hai ý nghĩa. Một là nhà cầm quyền tìm mọi cách để khép tội cho gia đình cụ Kình, gọi là gia đình cụ đã dùng lựu đạn và bom xăng, tất cả các loại vũ khí để tấn công công an. Ý nghĩa thứ hai, theo tôi là một đòn trả thù thể hiện sự man dợ của những kẻ đã đánh bà vì lúc ấy họ không hề nương tay. Họ sẵn sàng giết chồng con mà còn đánh đập bắt người ta phải khai theo ý của mình. Đây là một sự trả thù tàn độc và man dợ nhất của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cũng theo lời của bà Dư Thị Thành thì đến nay tin tức của 4 người khác trong gia đình cụ Lê Đình Uy, Lê Đình Công, Lê Đình Danh, Lê Đình Chức đều đã bắt đầu có được thông tin ban đầu qua đài truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên vào chiều ngày 13 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án mà theo cơ quan này đã xảy ra tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Trong đó ông Lê Đình Chức bị khởi tố bị can và bắt tạm giam với cáo buộc giết người. Ông này hiện đang nằm bệnh viện nhưng tin không cho biết vì lý do gì. Nhà báo Quốc Vụ điếm báo chính trị của tờ báo Thanh Niên viết trên Facebook của cá nhân của y rằng vụ Đồng Tâm không phải do Ủy ban Hà Nội hay Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo. Y lấp lửng nói rằng do một kẻ khác, kẻ đó là ai? Có 5 kẻ trực tiếp liên quan đến vụ Đồng Tâm, đó là Trung Con, Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình. Hiện nay Tô Lâm và Nguyễn Xuân Phúc là hai kẻ hăng hái nhất trong vụ Đồng Tâm.
Có lẽ người mà Quốc Phong muốn ám chỉ chịu trách nhiệm ở Đồng Tâm là Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đương nhiệm. Quốc Phong là dây với bọn Công Khế thuộc cánh Tư Sang. Cánh này nỗ lực muốn hạ bệ Tô Lâm khỏi nhiệm kỳ tới sau vụ tung tài liệu tố cáo Tô Lâm dính đến vụ mua bán AVG không như ý. Bọn Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình đều có quan hệ với Tư Sang. Đặc biệt Trương Hòa Bình gần như là người của Tư Sang. Cho nên người mà Tư Sang muốn nhắm tới thông qua cái loa phát ngôn của Quốc phòng chắc chắn là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Về lý do mà nói Công an dẫn quân vào Đồng Tâm, đương nhiên Tô Lâm là Bộ trưởng phải liên quan. Hãy xem bài viết của Quốc phòng, đàn em của Tư Sang được mời vào các cựu quan chức vốn là những người nổi tiếng trong xã hội nên gã cũng biết thêm nhiều chuyện. Thì ra trong vụ Đồng Tâm vừa rồi, những người đứng đầu đảng và chính quyền Hà Nội đều không tán thành việc làm đáng tiếc trên như nhiều người phỏng đoán và thậm chí phê phán nặng lời. Có vị lãnh đạo còn có ý kiến bày tỏ không tán thành giải pháp này ngay bên lề các văn bản đề xuất của cấp dưới mà vẫn muốn bằng biện pháp vận động thuyết phục. Vậy mà sự việc vẫn tiến hành là sao nhỉ? Chuyện lớn thật rồi. Cựu quan chức nổi tiếng mà Quốc Phong nói là ai? Chắc lại là khuôn mặt của ngài Tư Sang, kẻ chuyên tìm kiếm ảnh hưởng của mình bằng cách đe dọa quan chức và doanh nghiệp từ khi y về hưu đến nay. Thế còn vị lãnh đạo nào bày tỏ ý kiến không tán thành bên lề văn bản đề xuất của cấp dưới? Vị đó không phải là Nguyễn Phú Trọng, vì Trọng thì Quốc Phong đã nói ngay. Vậy vị lãnh đạo mà Quốc Phong nói có thể là Nguyễn Xuân Phúc và cấp dưới của Phúc là Bộ trưởng Công an Tô Lâm hoặc Trương Hòa Bình. Tô Lâm là Bộ trưởng Công an, Trương Hòa Bình là Phó Thủ tướng coi về tư pháp. Ai trong số hai kẻ này là đối tượng của Tư Sang? Đương nhiên là Tô Lâm, vì Trương Hòa Bình thuộc cánh hậu của đám này. Vậy Tô Lâm lại sắp gặp hạn với Tư Sang trong vụ Đồng Tâm này. Nếu Tư Sang nhằm hiểm dùng cái cựu lãnh đạo cán bộ hưu trí nguyên lão thành, đòi hỏi Bộ Chính trị phải kiểm điểm trách nhiệm vụ Đồng Tâm, có lẽ sự nghiệp của Tô Lâm đã đến thời gian kết thúc. Nhưng đấy là phe Tư Sang nói Tô Lâm, còn thực tế cần phải kiểm tra xem thông tin ai trong số 5 kẻ nêu trên dính đến Đồng Tâm từ trước đến khi xảy ra vụ việc. Có Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình là dính đến nhiều nhất. Thật lạ là trước khi xảy ra vụ việc ở Đồng Tâm, hầu như không ai thấy bóng dáng hay phát biểu của Tô Lâm về Đồng Tâm cả. Chỉ có Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình là liên quan nhiều nhất. Trong vụ thảm sát Đồng Tâm chẳng cần phân tích nhiều, ai cũng thấy tầm ảnh hưởng của Chung con chẳng làm được điều ấy. Chung con còn bị báo chí đánh cho tan tác của các vụ như Nhật Cường Mobile, Sông Tô Lịch, siêu thị. Làm sao có thể manh động và có khả năng bưng bít điều khiển báo chí đưa tin một chiều có lợi cho mình như vụ này. Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Trương Hòa Bình chỉ đạo thống nhất kết luận thanh tra đất Miếu Môn với thanh tra thành phố Hà Nội. Tại cuộc họp này, thanh tra nói rất xấu về ông Kình. Y nói ông Kình không có quyền lợi hợp pháp ở đây, cũng không có quyền khiếu nại quyết định thanh tra của chính phủ đã có 14 hộ dân đồng ý di chuyển. Ngoài ra, y còn chất vấn Nguyễn Đức Chung rằng liệu ông Kình có lợi dụng để trục lợi cá nhân hay không. Chung con trả lời ông Kình có huy động tiền của những người có đất đòi bồi thường hỗ trợ. Câu trả lời Chung con cũng chưa hẳn khẳng định ông Kình trục lợi cho cá nhân, mà người ta góp tiền chút ít để phục vụ cho mục đích đòi bất thường cho mọi người. Trước đó 4 tháng, tổ trưởng tổ rà soát của chính phủ, của thanh tra chính phủ là ông Nguyễn Mạnh Hà khẳng định đất Đồng Tâm, Miếu Môn là đất quốc phòng, phải giao lại cho quốc phòng quản lý. Tháng 6 năm 2019, trả lời cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đã kết luận về những phần tử quá khích trong vụ Đồng Tâm sẽ xử lý nghiêm khắc. Như vậy có thể thấy xuyên suốt một điều, dân Đồng Tâm đang yên bình, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bỗng dưng muốn thu hồi đất của họ với lý do hồi xưa của sân bay Miếu Môn. Thu để làm gì chưa rõ, chẳng có dự án cải tạo làm mới sân bay nào cả.
Đến khi vụ việc ở Mỹ thì bàn với quân đội xây hàng rào. Xây để làm gì? Xây hàng rào rồi để đất bỏ hoang như đã bỏ hoang 40 năm vừa qua chăng? Chính phủ muốn thông đồng với quân đội chiếm đất của dân Đồng Tâm phục vụ mục đích kinh doanh, bị người dân phát hiện ý đồ, bèn chuyển mục tiêu là xây tường bào cho sân bay. Thật vô lý, xây cái gì cho sân bay Miếu Môn, có dự án nào quốc phòng an ninh ở đấy đâu. Đuối lý, bèn nói cùn là đất này trước kia là của quốc phòng, cứ thu về cho quốc phòng cái đã. Có lẽ mai kia Phúc và Trương Hòa Bình sẽ bày ra một dự án quốc phòng an ninh nào đó cho cái phần đất bỏ hoang mấy chục năm kia để che bớt tội trạng mà chúng đã gây ra cho dân thôn Hoành ngày 9 tháng 1 năm 2020. Nhưng rõ một điều, nhóm lợi ích trong chính phủ muốn lấy đất của dân Đồng Tâm thực hiện dự án kinh tế nên chúng ép Ủy ban Hà Nội thu hồi. Hà Nội lần trần không dứt điểm vì hồ sơ giấy tờ mù mờ. Dân đang ở yên lành mấy chục năm khiến bọn Phúc Bình nôn nóng chỉ đạo liên tục các cấp phải ra sức lấy đất Đồng Tâm bằng được. Khi khó nhằn, chúng bịa chuyện phục vụ an ninh quốc phòng để che nỗi nhục không ăn được của dân. Bọn Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình đâm thù ghét người dân Đồng Tâm và ông Kình. Chính phủ của một mặt tấu lên Nguyễn Phú Trọng rằng ông Kình là nguy cơ của đảng mầm mống gây bất ổn lớn nhất. Ngày một tăng, đánh đúng vào tâm lý của Nguyễn Phú Trọng là rất ghét việc dân chúng phản kháng đảng, để từ đó Trọng ủng hộ việc trấn áp Đồng Tâm. Trong vụ việc Đồng Tâm vừa qua, Phúc là người năng nổ nhất, y chỉ đạo mọi thứ xuống dưới để khống chế bùng nổ ở Đồng Tâm, đề đạt lên Trọng xin trao tặng huân chương cho người đã chết. Nếu tội chủ mưu ở Tô Lâm, chắc cánh Phúc và Bình không hơi đâu tất tả ngược xuôi như thế. Có thể cánh Phúc và Bình dưới sự hỗ trợ của Thứ Sang đang tìm mọi cách đổ tội lên đầu Tô Lâm trước dư luận. Việc này chỉ tránh dư luận chĩa mũi dùi vào nhóm lợi ích tội đồ lớn nhất là Phúc Bình. Nó chẳng khiến cho Tô Lâm mất chức được, bởi vì sự thực ai điều trung đoàn cảnh sát thủ đô đi hôm đó đều không thể chối cãi được. Đó là suy nghĩ của tôi, còn các bạn, theo các bạn, ai là kẻ chỉ đạo vụ thảm sát ở Đồng Tâm? Đối đầu bạo lực, liều chết để giữ đất của người dân có truyền thống cách mạng ở Đồng Tâm đã không ngăn được sự bạo tàn, độc ác của Đảng Cộng sản, Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Những người bị băng đảng mafia Hồ Chí Minh giết có cụ Lê Đình Kình là đảng viên 65 tuổi đảng và dòng họ Lê Kình đều tham gia cách mạng, thuộc gia đình có truyền thống cách mạng và có công với cách mạng. Như người phụ nữ yêu nước Nguyễn Thị Năm, Cát Thanh Long đã đóng góp công của không ít cho kháng chiến chống Pháp, bị Hồ Chí Minh tố điêu giết chết trong cải cách ruộng đất hồi thập niên 50 của thế kỷ trước. Bề dày công lao của cụ Lê Đình Kình đóng góp cho Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam không hề nhỏ. Thế nhưng, khi cụ can đảm lên tiếng vì công bằng lẽ phải thì cụ đã bị băng đảng mafia Hồ Chí Minh giết với cách dã man, tàn bạo, không thua chuyện Hồ Chí Minh đã bày cách chôn sống, chừa lại cái đầu cho trâu cày qua cày lại cho đến chết trong cải cách ruộng đất năm xưa. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ trưởng Tô Lâm là kẻ đã ra lệnh tấn công vào thôn Hoành, gây ra chết chóc cho người dân Đồng Tâm. Chúng phải chịu trách nhiệm về cái chết của cụ Lê Đình Kình và những người có liên quan. Con cháu họ Lê phải khử những tên cộng sản ác ôn này thì cụ Lê Đình Kình mới yên lòng nhắm mắt nói riêng, và những gia đình người dân khắp cả nước có hoàn cảnh tương tự nói chung cũng phải khắc cốt ghi tâm tội ác của cộng sản đối với gia đình mình, đất nước mình. Thực hiện nhiệm vụ thế thiên hành đạo diệt trừ các tên lãnh đạo ác ôn có nợ máu với nhân dân bằng du kích chiến hiện đại, cho dù 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Cũng nên biết thêm, tội ác đại tày trời không dung đất không tha của cán bộ chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và những lãnh đạo trực tiếp giết dân Đồng Tâm là không thể chối tội được. Dù vậy, chúng vẫn sử dụng loa đài thông tin sai sự thật nhằm định hướng dư luận, nhưng bị dư luận xã hội thời tin học luật trần dối trá của chúng. Bên cạnh đó, chúng giả vờ dò dỉ tin không kiểm chứng, mang tính định hướng dư luận về vụ cướp đất, giết người man dợ ở Đồng Tâm, bị người dân manh động và bị giết. Tại sao chúng cần định hướng dư luận với các fake news? Không có gì khó hiểu,
là chúng muốn khỏa lấp tội ác trời không dung đất không tha của băng đảng mafia Hồ Chí Minh đã gây ra với những gia đình có công cách mạng như gia đình cụ Lê Đình Kinh. Những gì đảng chế độ độc tài toàn trị gây ra trên đất nước dân tộc Việt Nam, nó không còn lý do để tồn tại, nó phải bị xóa sổ để lịch sử Nguyễn Thị Năm, Lê Đình Kình không còn tái diễn nữa. Xóa sổ độc tài toàn trị bằng phương pháp bạo lực như Đồng Tâm thì cần phải thay đổi phương pháp đấu tranh, cụ thể như sau. Thứ nhất, bắt tay vào tổ chức xây dựng phát triển lực lượng không không thấy. Thứ hai, áp dụng du kích chiến hiện đại trừng trị các tên lãnh đạo ác ôn có nợ máu với nhân dân. Có lẽ mọi người trong chúng ta đều biết ai cũng có một lần sống và một lần chết. Sống sao cho xứng đáng là con dân dòng giống Đại Việt. Chết sao cho không hổ thẹn khi về gặp tổ tiên ông bà Việt. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.